Xin chào tất cả mọi người. Trước khi tập đọc một cái bài mới, xin ôn lại bài trước. Au marché, ở chợ. Le marchand, ông bán hàng. Bonjour madame, vous désirez? La cliente, je voudrais un kilo de tomates, deux courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Le marchand, voilà madame. Et avec ceci, lên giọng chỗ này. La cliente, je vais prendre aussi quatre pommes et une livre de fraises. Le marchand, voilà, ce sera tout. La cliente, non, je voudrais aussi un peu de persil. Ở ngoài chợ, xin chào bà cần cái gì? Tức là bà ước mong bà muốn gì? Tôi muốn 1 kg cà chua, 2 trái mướp, 1 trái ớt chuông màu xanh. Dạ thưa bà đây, bà còn mua gì nữa không? À, tôi cũng sẽ mua 4 trái táo và 1 nửa ký dâu tây. Đây, còn gì nữa không? Không. Tôi cũng muốn một chút rau mùi tây. À, tôi xin đọc lại một lần cuối. Au marché. Bonjour madame, vous désirez? Je voudrais 1 kg de tomates, deux courgettes et un poivron vert, s'il vous plaît. Voilà madame. Et avec ceci, je vais prendre aussi 4 pommes et 1 livre de fraises. Voilà, ce sera tout. Non, je voudrais aussi un peu de persil. Ở trước các cái dấu hỏi này thì chúng ta lên giọng. Chúng ta lên giọng. Et avec ceci, vous désirez, et avec ceci, ce sera tout. Các anh chị nhớ thêm một cái chỗ in đậm là un peu de một chút. Un peu de, sau un peu de thì không có cần mạo từ. Un peu de, một chút đường, un peu de sucre, một chút muối, un peu de sel, un peu de. Cuộc đối thoại sau đây diễn ra ở một tiệm tạp hóa. Épicerie, épicerie, cái âm tiết mà mang âm ơ, nó nằm giữa hai cái âm tiết khác, do đó không có đọc. Còn lại épicerie, épicerie. À, chúng ta coi chữ C này như là một chữ S, épicerie. À, l'épicerie, ở tiệm tạp hóa. Le client, ông khách hàng nói, ông tự nói trong đầu mình á. Alors, vậy nào, il me faut, cái này các anh chị có thể học thuộc lòng nếu cần á. Chúng ta đừng có phân tích vội. Mơ là tôi này, info là phải. Tôi cần phải có du jambon. Ký từ em mà đứng trước B, phát âm là N. Du jambon, du comté, comté là tên một loại fromage. De la crème fraîche, crème là kem á, kem bôi á, crème fraîche ở đây là một loại kem tươi dùng để pha chế các cái thức ăn, nó rất là béo. Des œufs, một trái trứng là un œuf, một trái trứng là un œuf, nhiều trái trứng là des œufs. Đây là một trong 3 trường hợp đặc biệt. Un œuf, des œufs. De l'eau, nước. Eau, a u, đọc là ô, de l'eau là nước. Tôi xin đọc lại. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Ông ta đang tính toán trong đầu đó. Bây giờ nói to tiếng này. Bonjour monsieur, je voudrais un morceau. E, A, U, đọc là O, giống như bên này. So, một miếng, một mẫu, de comté. Tôi cần một miếng fromage comté, s'il vous plaît. Đọc lại. Bonjour monsieur,
Je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. L'épicier, épicier là người chủ của l'épicerie. L'épicier là ông chủ. Voilà, monsieur, thưa ông đây. Et avec ceci. Voilà, monsieur, et avec ceci, và với cái này. Tức là còn mua gì nữa không? Chúng ta biết cái này ở trong bài trước. Đưa cái hàng, đưa món hàng thì nói voilà monsieur, thưa ông đây. Et avec ceci, và còn mua gì nữa không? Donnez-moi, động từ donner là cho, moi là tôi, donnez-moi trong tiếng Anh là give me. Give me, donnez-moi, cho tôi. Aussi cũng un petit, petit là nhỏ. Pot de crème fraîche, pot là một hũ, một lọ. Chẳng hạn như hũ giá ua đấy anh chị, hoặc là hũ mứt, chúng ta gọi là pô. Pô còn có nghĩa khác là cái ống pô, ống pô của xe gắn máy đó. Un petit pot de crème fraîche, ch uốn lưỡi, fraîche. Et une douzaine, o với u là u, a i là e, une douzaine de, số nhiều là e, số nhiều là ơ. Cho tôi một hũ kem tươi nhỏ, và đu giờ là 12, đu gen là 12, tức là một chục trứng. Voilà, đưa món hàng thì nói voilà, ce sera tout. Cái này cũng giống như trên ạ, cũng giống như câu này này. Còn mua gì nữa không? Non, il me faut aussi, il me faut là tôi cần, il me faut là tôi cần, cũng 4 tranches, tranches là lát, tranches de jambon. Tôi cũng cần 4 lát jambon, s'il vous plaît. Đọc lại chỗ này. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon, s'il vous plaît. Et je vais prendre 2, 2 là 2, 4 là 4, 2 là 2, bouteilles. O, U là U. Cái này là A. Bouteille. Chúng ta tưởng tượng như chỗ này có chữ Y này. Bouteille. Mà âm ơ này không có đọc. Bouteille. Đô. E, A, U là O. E, A, U là O. Nước. O, plat. O, plat. Plat là bằng phẳng ở đây. O, plat là nước thường. Nước không có gas, không có cồn. Nước bình thường gọi là o plat. Chúng ta đọc lại một lần đầu thật là chậm, rồi sau đó tăng lên nhanh hơn một chút. Alors, il me faut du jambon, du comté, de la crème fraîche, des œufs, de l'eau. Bây giờ bắt đầu nói to này. Bonjour monsieur. Je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ceci, donnez-moi aussi un petit pot de crème fraîche et une douzaine d'œufs. Voilà, ce sera tout. Non, il me faut aussi 4 tranches de jambon, s'il vous plaît. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau plate. Chúng ta tập đọc một số các từ ngữ liên quan tới các cái thực phẩm. Des produits, oui, produits de base, S đọc là Z, những sản phẩm căn bản. Le riz, gạo. Les pâtes, pâtes là các loại nouilles, loại mì. Le sucre, đường. La farine, bột. La confiture, mứt. Le miel, mật ong. Les conserves, đồ hộp. La sauce, a là o. La sauce tomate, sốt cà.
mayonnaise, âm Z. La mayonnaise là mayonnaise. L'huile, chữ as không có đọc. L'huile, dầu ăn. Dầu máy cũng là l'huile. Le vinaigre, A-I là E. Le vinaigre, giấm. Le sel, muối. Le sel. Le poivre, O-V-I là oa. Le poivre, tiêu. L'eau minérale, l'eau là nước. Minérale, nước khoáng. Le vin, rượu vang. La bière, la bière, bia. Chúng ta lấy chữ bia là từ chữ này, la bière. Đó là những sản phẩm căn bản. Bây giờ, des produits frais, những sản phẩm tươi, phải để trong tủ lạnh. Le jambon, le jambon, thịt jambon. Le fromage, le fromage. Siết cái hai hàm răng lại là chúng ta dịch là phô mai. Le lait, A với I là E, bỏ âm T này đi. Le lait, sữa. Le beurre, le beurre là bơ, bơ sữa. Le yaourt, O với I là U, có âm E. Yaourt. La crème fraîche, kem tươi. La crème fraîche, không đọc âm ơ, không đọc âm ơ. Les œufs, les œufs, số nhiều là không đọc F. Những trái trứng, những quả trứng. Les fruits, U-I là uy, giống như huile, huile, fruit. Trái cây. Les légumes, rau cỏ. Cái chữ này là tại vì chúng ta muốn có số nhiều, chúng ta số nhiều. Còn rau cỏ thì luôn luôn ở số nhiều. Les légumes. La viande, la viande, thịt. Thịt còn sống. Le porc, thịt heo, thịt lợn. Le porc. Le bœuf, các anh chị thấy không? Đây là œuf, œuf, bœuf, le bœuf, thịt bò. L'agneau, O, E, A, U là O. L'agneau, G với N đọc âm nhờ. Đây là âm nhờ. L'agneau, thịt cừu. Le veau, E, A, U là O. E, A, U là O. Le veau là con bê, là con nhỏ của con này. Le poulet, O với U là U, E. Le poulet là con gà giò, đây là thịt gà đó. Ăn thịt gà người ta dùng cái chữ le poulet. Le poisson là cá. Le poisson, O với I là oa, poisson. Le saumon, O, mon. La truite, coi đây là cá hồi, đây là cá thu. Le thon, cá mòi. Le thon, xin lỗi, đây là cá ngừ. Le thon là cá ngừ.